Xin chào mọi người nha, đây là tài khoản tôi đang trade trực tiếp trên thị trường và tôi cho mọi người thấy rõ. Đây là những tài khoản tôi đang live stream. Thứ nhất là tài khoản 688 6868 nha. Thì lệnh đây tôi đang ở trên thị trường và đây thì xa đây thì đang lời khoảng tầm gần 1.200 trên thị trường. Đó thì lệnh đang giao dịch nha. Rồi tài khoản thứ hai trên thị trường thì tôi đang giao dịch đây. Thì cũng là đây là một tài khoản để cho nhà đầu tư theo dõi. Rõ thì đây là 3571. Đó. Thì tài khoản này cũng đang sell ở đây và cũng đang lời khoảng tầm gần 1.200 đô trên thị trường. Đó, thì đây chia sẻ đến nhà đầu tư. Và đây là tài khoản thứ ba trên thị trường là tài khoản 6495. Thì tài khoản này đây, tôi đang lời khoảng tầm nhiều đây. 683 đô trên thị trường. Và đây là toàn bộ những gì mà nhà đầu tư cần nhìn nhận và cần đánh giá được khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forex. Tôi chia sẻ đến cho các bạn để các bạn nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường giao dịch forex, và bản thân khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này, tất cả những giá trị mà giao dịch ở trên thị trường các bạn đều cần phải nhìn nhận, cần phải thấy rõ được ở trên thị trường giao dịch forex này, họ phải chứng minh bằng thực tiễn ở trên thị trường và bằng chính những giá trị giao dịch ở trên thị trường. Tôi không quan trọng rằng gì nhỉ, ai đang nghĩ gì, tôi không quan trọng rằng các bạn đang làm gì ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Tôi chỉ cần nhìn nhận một thứ giá trị duy nhất ở trên thị trường giao dịch forex này là người đó có giao dịch thực tế được hay là không, đó mới là giá trị để cho các bạn và tôi cùng nhìn nhận và đánh giá về giá trị thực tiễn này ở trên thị trường giao dịch forex. Và mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex thì bản thân các bạn cũng cần phải thấy rõ được những giá trị thực tế trên thị trường. Người không chứng minh được những giá trị thực tế trên thị trường thì làm sao mà nói rằng bản thân mình có thể giao dịch được ở trên thị trường giao dịch forex này. Thằng nào cũng ra ngoài chia sẻ về vấn đề giá trị kinh nghiệm, đứa nào cũng ra ngoài chia sẻ về lợi nhuận ở trên thị trường, nhưng ai là người chứng minh cho bản thân các bạn giao dịch ở trên thị trường giao dịch forex này? Đó mới là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được. Tôi chỉ đơn giản trade live và chia sẻ với nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.